Chào tất cả các bạn, thì là cái bờ biển này đẹp quá các bạn ạ. Thì từ nãy giờ ấy mình đang tắm ở đây này, nhưng mà mình không hiểu tại sao khi mà mình lên bờ thì cái thuyền của mình nó bị phá vỡ này bạn này, thì không biết là cái gì đã gây ra cái sự. Ui ui, vãi trưởng các bạn, một đội quân quái vật các bạn ạ. Bọn quái vật nó làm gì ở đây nhỉ, không biết là có cắn người không các bạn. Holy shit, what the hell, nó tấn công mình rồi. Ui ơi, nó lôi mình lại này anh em này. Ok, thì trong cái trường hợp này thì mình sẽ đối đầu nó luôn các bạn nhé. Mình sẽ đối mặt với cả con quái vật này. Ok, trong tay mình đang có khẩu súng đây, mình sẽ tỉa nó. Ngạo ơi, lì chi, con này kinh ngốc bạn ạ. Rồi ok, một con tử rồi. Ui lì chi, nó sấm sét kìa. Vãi trưởng ạ, nó nổ ấy. Con này là con gì đây? Con người cây ấy nhỉ. What the hell, người của con này nó toàn là đầu lâu xương sọ thôi. Nó ghép từ những cái con người sao nó bị. Ôi lì chết cỡ ghê vãi trưởng các bạn, nhìn kỹ đi các bạn. Đây là những con người đã bị chết. Ồ, nó chết rồi anh em ơi. Nó tự chết. Ôi lì chết. Cái gì kinh này? Ui vãi trưởng ạ. Con người anh em ơi, nó ăn thịt con người để nó à? Để nó ghép vào cơ thể của nó các bạn ạ. Mình không làm gì nó luôn. Từ từ, vừa nãy nó đang ít máu rồi, bây giờ sao nó hồi phục máu rồi này. Các bạn nhìn cái thanh máu đang hồi phục kìa. Nó đang hút sinh khí của những cái con người đây các bạn. Ủa nó đẩy mình ra xa kìa, vụ vãi trưởng. Mình phải tiêu diệt con này trước khi nó đứng dậy. Mày, ủa ơi. Không đánh cho nó anh em ạ. Đánh nó, ok vãi trưởng. Mày, từ từ. Phanh. Đúng, đây rồi. Tỉa nó, ui để con sống xét anh em ạ. Con kia sống sót lại rồi anh em ơi. Nó sống dậy rồi anh em, bắn chết nó. Phải tiêu diệt con này trước khi nó ủa con này hồi máu đủ, nó đẩy mình ra này anh em. Các bạn thấy không, mỗi lần mà nó hết máu ấy thì nó sẽ ở quỳ xuống này để nó hút sinh lực của những cái con quái vật ở đây này. Các bạn thấy không, đây này đấy, kinh vãi trưởng ạ. Nó hút sinh lực để nó hồi phục máu anh em ạ. Hút máu ấy, những người trên này vẫn sống nha các bạn, nhưng mà nếu bị hút máu thì sẽ bị chết. Đây này, ù nó đẩy mình ra xa này anh em này, mình phải tiêu diệt nó ngay các bạn. Tiêu diệt nó quái vật là ngay, rất là sợ luôn. Ui sao, tại sao mình cũng bị đẩy ra xa này. Tấn công anh em lên, không thể để cho hồi phục được. Nó hồi phục máu thì nó sẽ sống lại các bạn ạ. Ôi chết rồi, hỏng rồi. Rồi chết rồi các bạn, nó hồi phục rồi anh em ạ. Nó hồi phục rồi anh em, nó đầy máu rồi, tỉa nó. Sắp đi rồi anh em, cố ấy. Rồi nó đi rồi, từ từ, họ phải lấy súng này, tỉa nó. Sao nó không chết nhỉ? Nó không chết anh em ạ, nó hồi phục máu rồi. Từ từ mình sẽ rút ra khẩu canon nha các bạn. Đâu rồi, khẩu canon, đây. Mình nghĩ là trong trường hợp này phải có khẩu thần công mới có thể tiêu diệt nó. Mày hồi sinh à? Ui, chết rồi các bạn ơi, vô hiệu hóa rồi anh em ơi. Nó không chết anh em, nó bất tử rồi các bạn ạ. Con quái vật này bất tử rồi anh em ơi. Holy shit. Thật là ghê các bạn, con đảo này bây giờ thực sự rất là ghê luôn các bạn. Gặp với con quỷ này, tiêu diệt con trước. Một con đi luôn, ok một con đi rồi. Một con, ui, nổ kinh vai trưởng ạ. Ôi, con này bất tử rồi anh em ạ. Con này con quái vật này bất tử rồi. Rồi các bạn, nó đi rồi anh em ơi. Nó chết rồi sao ấy. Ôi, nó không chết anh em ạ. Nó không chết, từ từ, nó không chết. Nó bất tử rồi. Nó lại hồi phục máu thôi các bạn ơi. Nó lại hồi phục máu ạ, vãi cả trưởng. Vãi trưởng ạ. Lần đầu tiên mình gặp một con quái vật kinh tởm như này luôn các bạn. Ôi, ghê vãi ạ. Chính tỏ là con người ở trên hòn đảo này đã bị nó ăn thịt các bạn ạ. Ôi, kinh vãi trưởng các bạn. Nó lại hồi phục máu rồi, từ từ bây giờ mình nghĩ là mình sẽ có một loại súng khác. Đây, cái loại này để mình tiêu diệt nó. Mày chết mày con. Nó đi rồi các bạn ạ. Như vậy là cái con quái vật nó đi rồi. Mày thế. Ok. Không biết là cái bọn quái vật nó hết hay chưa. Vừa nãy là mình đánh nhau một cái trận gọi là xích bích, mình chiến đấu với bọn quái vật thì không biết là còn con nào hay không các bạn ạ. Không biết còn con nào nó còn sót hay không nhỉ. Vừa nãy là mình không nhớ là mình có tiêu diệt hết hay chưa các bạn. Ở đây mình thấy một căn nhà ở đây, sợ thật sự luôn các bạn, rất là run sợ luôn đấy. Ôi chết rồi anh em ơi, này chết rồi các bạn ạ. Vãi trưởng ạ, đây là con đầu đàn rồi anh em ơi. Cái con quái vật vừa nãy bất tử ấy, nó hồi phục máu rồi, nó biến thành một con siêu to khổng lồ rồi anh em ạ. Vãi cả trưởng ạ. Vãi trưởng ạ, bây giờ mình phải tìm cách tiêu diệt nó thôi.
Có săn hết anh em ạ. Săn hết. Con quỷ đầu loa đến rồi. Con quỷ đầu loa vừa tấn công con săn hết. À, vừa tấn công con quái vật tại sao? Holy shit. Wow. Vãi cả trưởng á, quỷ đầu loa anh em ơi. Từ từ mình phải để cho con quỷ đầu loa này nó đánh nhau với cả con quái vật này. Phanh, từ từ, bây giờ con quái vật này đang sống lại các bạn. Từ từ mình nghĩ là mình sẽ trốn vào trong căn nhà này các bạn ạ. Mình sẽ trốn vào trong cái căn nhà này để cho hai con quái vật đánh nhau nha các bạn. Con quỷ đầu loa vừa sử dụng sóng xung kích để nó tấn công con. Ui, hỏng rồi, không ổn rồi. Không ổn rồi, con kia chưa thức dậy anh em ơi. Chết rồi, may quá. Rồi xong. Không kịp anh em ạ, vãi cả trưởng. Thật sự rất là ghê luôn. Kìa rồi, hai con này đang đánh nhau này. Ủa, đấy, con này lại bị chết rồi. Con này lại bị trúng trưởng của con sai này hết rồi anh em ạ. Thì là con quỷ đầu loa này nó sử dụng sóng xung kích để nó tấn công con này này. Nó đả kích, nó đả trọng thương. Nhưng mà con này vẫn không chết nha các bạn. Nó quỳ xuống rồi các bạn, nhưng mà nó vẫn không chết nha. Nó vẫn không bị tiêu diệt này các bạn này. Con này bất tử luôn anh em ạ. Mình không hiểu tại sao luôn, nó bất tử nhanh luôn ấy. Sao lại khỏe vậy nhỉ? Ui vãi trưởng ạ, con này kinh tởm thật. Thì chém nó. Trong cái trường hợp mà nó hết máu như này, nó hồi phục máu thì nó sẽ không bị tổn thương các bạn nhé. Vãi trưởng ạ. Mình không thể ngờ luôn. Mình nghĩ là mình sẽ tiêu diệt con này thôi. Ok. Thì đây là cái vũ khí có thể nói là mạnh nhất của mình. Mình sẽ kết liễu nó thôi các bạn ạ. Không thể để cho nó sống lại được. Từ từ cho nó cơ hội rất gần cuối này để xem nó tấn công mình hay không. Nó vẫn tấn công mình các bạn nhé. Nó vẫn tấn công mình thì bắt buộc phải tiêu diệt thôi. Nó đi rồi các bạn ạ. Nói chung là nó động với mình thì là dở rồi. Nó ra tấn công mình. Sự đầu mới đầu rất là sợ luôn. Nói chung cái vũ khí này của mình ấy thì mình rất là hạn chế dùng, bởi vì các bạn biết là sao. Mình chỉ có 6 viên thôi. Từ đấy là có mấy viên ấy. Khi mình bắn hết cái số phiên đạn đấy thì mình sẽ không thể bắn được nữa. Tức là trong cái trận này thì mình sẽ không thể dùng súng này được nữa. Nên là bắn quá nhiều. Bạn nhìn cái 140 kia không phải là không bản đạn của nó bạn nhé. Đấy là chỉ là số ảo thôi bạn ạ. Nó chỉ có vài viên thôi. Chúng ta dùng hết là chúng ta sẽ không thể dùng nữa. Và bây giờ mình sẽ tận dụng để mình tiêu diệt những cái con quái vật có thể nói là khó chiến đấu nhất nha các bạn. Còn đâu bình thường thì mình sẽ sử dụng những loại súng. Nó có thể là bắn lâu hơn một chút. Nó có thể là sát thương nó nhẹ hơn. Nhưng mà vẫn có đủ khả năng để tiêu diệt nó. Ủa? Mình đã tiêu diệt thành công con săn hét rồi. Quỷ đầu loa. Cái tiếng gầm rú của nó vẫn ở quanh đây các bạn nhé. Nó không thể bị kết thúc nữa các bạn. Ủa con gì đây? Ui. Một con quái vật xuất hiện. Ai? Từ từ anh em chạy. Không được rồi. Ui gì đấy các bạn. Quỷ đầu loa anh em ơi. Không phải quỷ đầu loa. Đây là con quỷ đầu gì đây? What the hell? Nó người nó gầy, nó giống con quỷ đầu loa vãi trưởng luôn. Mình không biết nó là con. Ui nó leo lên kìa. Nó giống cái con săn hét lâu mình vừa rồi anh em ạ. Holy shit, con này là con quỷ gì đây ra? Nó neo chéo rất là giỏi luôn. Cái đôi bàn chân của nó và cái bàn tay của nó kìa. Rất là giống săn này hết các bạn ơi. Nó giống con quỷ đấu loa vừa rồi ấy. Không biết con này là con gì luôn các bạn ạ. What the hell. Con này gì vậy? Con quỷ mặt người anh em ạ. Mặt nó rất giống người luôn. À không, mặt nó nhìn rất giống con khỉ. Con quỷ đầu khỉ anh em ơi. Quỷ đầu khỉ đột. Kìa nó. Con này là con quỷ đầu khỉ đột nha các bạn nhé. Từ từ bên mình sẽ lấy súng ra. Đầu ta, từ từ, họ phanh, đây lấy súng này ra. Tỉa nó xem nó có bị tèo không bạn nhé. Ủa ơi, nó kẹt bên trong này rồi. Á, nó đá mình lên cao vãi trưởng này. Tỉa nó. Ủa, hết đạn rồi. Đây, lấy súng này nha. Nào vào đây, bu. Nào vào đây, chiến đi. Chú cứ vào đây thoải mái đây, anh chấp hết. Nào lên đi. Nó bị kẹt ở đây rồi anh em ạ. Ok, nó bị kẹt đây rồi, may quá. Nó kẹt đây rồi. Từ từ mình sẽ rút khẩu súng ra. Ok. À calon. Mình sẽ thử khẩu là calon thì mình tỉa nó nhá. Các bạn để mình quan sát. Ui. Từ từ mình sẽ quan sát kỹ cái cơ thể của nó nhá. Hai chân này, hai tay rất giống săn hét luôn. Cả cái người nó cũng thế, khá là giống săn hét nha các bạn nhá. Ui. Như cái mặt của nó nhìn giống con gì các bạn ạ? Là giống con người. Mà cũng giống một con mặt của con khỉ đột. Thôi mình cứ gọi nó là con quỷ đầu khỉ đi các bạn nhé. Quỷ đầu khỉ đột. Tỉa luôn nha các bạn. Ui. Không chết này. Bạn đây. Khẩu calo của mình bắn không thể trúng một người đó này. Ui vãi trưởng. Rồi ok. Ui. Tức là này các bạn ơi. Tức là mình bắn trúng đất nó nổ thì con này mới bị tiêu diệt nhá. Còn nếu mà mình bắn thẳng này này
thì không thể chung nó các bạn ạ. Tàng hình sao ấy rất là khó luôn. Ở cái hòn đảo này thực sự rất là hòn đảo ma mị các bạn ạ. Hoàng hòn đảo bị quỷ ám hay sao ấy, mà sao từ đấy giờ rất nhiều quái vật luôn, không hiểu nó xuất hiện từ đâu. Mình nghĩ là nó ở dưới cái lòng biển này là chắc chắn nó có một cái đường hầm, hoặc là có một nơi căn cứ của bọn quái vật các bạn ạ. Nó sản sinh cho quái vật đấy. Mình phát hiện đây nó có lửa đấy anh em này. Ai là người đốt ở đây bên nhỉ? Vai trưởng ạ. Chắc chắn là phải có người đốt chứ nhỉ? Chứ nếu là quái vật thì nó sao biết đốt lửa đâu anh em? Hay là chỗ này nó có một cái khí ga nào đó là nó khiến cho lửa bùng lên các bạn nhỉ? À có lửa này thì mình sẽ nướng cá ăn rồi. Thế là có cá tối nay ăn rồi các bạn ạ. Mình sẽ đi bắt cá thôi, đúng không? Bắt cá là có cá nướng rồi. Nhưng mà trước khi đấy mình phải tiêu diệt bọn săn hét rồi đã. Không biết là còn săn hét hay không. Bởi vì cái khu hòn đảo này chủ yếu tập trung là bọn săn hét là chính các bạn nhé. Hay là bọn săn hét là nó kiểu như là nó kết hợp với cả những con quái vật khác để nó đẻ trứng ra, nó đẻ ra những cái con quái vật nhìn rất là dị luôn các bạn. Mình không hiểu phân biệt được nó là chủng loại. Ui. Phải trưởng à? Con này đi rồi anh em ạ. Con này đi rồi. Kệ đi. Nó đi rồi. Ôi. What the hell, cái quái gì đấy? Một con quỷ nữa anh em ơi. Nó rất là to luôn. Ôi ai ơi, nó lôi mình lên này anh em mày. Ủa nó bắn ra những cái sợi tua tủa này kinh vãi hàng luôn bạn. Nó đang những cái sợi này đang dính vào mình này. Ủa nó bắn ra những quả đạn pháo này anh em này. Bắn nó luôn nha, tỉa luôn nha các bạn. Tỉa luôn. Chết rồi con. Ủa ơi, holy shit. Không bỏ rồi, chúng ta phải sử dụng khẩu canon ra để tiêu diệt nó. Đây, khẩu canon này rồi. Ok, mình sẽ ngắm bắn vào người nó nha. Ủa con quỷ đầu chim anh em ơi. Đúng rồi, mình nhận ra rồi các bạn. Đây là con quỷ đầu chim. Holy shit. Nó đang mò mình kìa. Chạy chạy anh em ơi, chạy. Chạy thôi, từ từ chạy cái đã. Không thể quay lại được. Chạy chạy, cái hòn đảo này nguy hiểm quá các bạn ạ. Ui, nó gặp rú ghê vãi hẳn. Chết đi con. À đúng rồi các bạn. Bây giờ nhân cơ hội này mình sẽ triệu hồi. Mình sẽ triệu hồi một cái cỗ xe tăng có thể nói là rất là kinh tởm luôn. Ok. Mình sẽ triệu hồi xe tăng T-72B3. Cỗ xe tăng này nó có khả năng có thể chiến đấu rất là lợi hại luôn. Cái đạn pháo của nó có thể tiêu diệt được khá nhiều những con quái vật đô con các bạn ạ. Con này nhìn như con quỷ luôn bạn này, hai cái tay nó giơ ra rồi nhìn rất giống như kiểu sắc sống các bạn ạ. Nó giống như kiểu cương thi ấy, các bạn xem phim cương thi không? Cương thi nó hai kiểu nó giơ hai cái bàn tay ra rồi nó đi ấy, ghê vãi hàng luôn các bạn. Chỉ tội mỗi con này nó không nhảy thôi, con này mà nhảy nữa chắc là mình đái phần luôn. Sợ té đái được bạn bắn tỉa luôn. Một viên trúng rồi nó không chết. Nó không chết nha các bạn nhé. Nó rất là khỏe luôn. Tỉa nó. Đấy các bạn thấy không? Đạn pháo của mình. Thu. Không đủ nhiệt các bạn ơi. Không đủ nhiệt anh em ạ. Tỉa thêm quả nữa nha. Bùm. Vai trưởng không chết anh em ạ. Bây giờ mình sẽ ngắm vào đầu nó, cho cái phần đầu, cho phần không điểm yếu của nó. Không được rồi. Cái xe tăng của mình nó không thể đưa lên đầu nó bạn ạ. Nó quá cao. Ủa. Nó không chết anh em ạ. Chú quá luôn các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng khẩu này đi. Để xem nó có tèo hay không nhá. Đâu nhỉ? À đây rồi. Đây rồi. Đây là mình sẽ sử dụng vũ khí của pháp sư các bạn nhá. Vũ khí của pháp sư Gunter nha các bạn. Đây là que gậy thần của pháp sư Gunter. Và bây giờ mình sẽ sử dụng chiêu phép thuật để mình triệt hạ con quái vật này. Trong cái trường hợp mà đối phó với cả những con quái vật to như này ấy, thì phải sử dụng chiêu phép thuật thôi các bạn. Bây giờ mình thử nhá. Một phát thôi, cái chiêu đấy rất là mạnh luôn các bạn. Thì chuẩn bị này. Các bạn chuẩn bị đi. Pew! Phép thuật đã có hiệu nghiệm nhưng chỉ có thể kéo được một ít máu của nó thôi các bạn. Không đủ có thể tiêu diệt được con quái vật này các bạn. Bây giờ mình sẽ tỉnh thêm một quả nữa nha. What the hell, không đủ nhiệt các bạn ạ. Không đủ nhiệt. Thì là trong cái trường hợp mà nó không đủ nhiệt như này thì bây giờ mình sẽ bắn ra một loại pháp thuật khác, nó có tên là Amerdan. Không biết loại này có khỏe hay không nhưng mà mình sẽ bắn thử đi. Ui trời. Trái đất này nó nổ tung luôn anh em ạ, nó giống như cổ bóng nguyên tử luôn, nó tụt máu khá nhiều anh em ơi. Nó tụt máu khá nhiều nha. Nó tụt máu khá nhiều. Mình sẽ quẩy thêm một quả nữa để xem nó có tèo không nhận nhé. Cái khu vực này sắp bị phá vỡ rồi. Úi giời ơi. Ok các bạn, thì là cái năng lực này nó quá mạnh ấy. Cái sức mạnh của pháp sư Hunter này nó quá mạnh, mình không thể trụ được cho nên mình đã tèo các bạn nhé. Mình đi rồi các bạn ạ. Con này nó vẫn đang đứng ở đây, rất may nó không thể phát hiện ra mình. Được rồi các bạn, thì là bây giờ mình nghĩ ra rồi các bạn.
mình sẽ chơi với nó một quả bom. Tức là bây giờ mình sẽ lấy bom nguyên tử nhá. Mình sẽ lấy bom nguyên tử để mình công thành chiến nó. Mình sẽ tiêu diệt con quỷ đầu quỷ 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 đầu cương thi này bằng một quả bom nguyên tử. Đây, chính là quả bom mình đang cần. Đâu nhỉ? Đây rồi. Rồi, ok đây. Mình sẽ lấy một khẩu súng ra. Bắn về hướng nó. Quả bom chuẩn bị phát nổ rồi anh em ạ. Nó không chết anh em ơi. Bom không nổ luôn này. Vãi chưởng. Bom không nổ anh em ạ. Bom xịt rồi. Rồi, mình chưa chờ bom xịt này thì mình sẽ bắn thêm quả bom nữa nhé. Mình sẽ lấy một quả bom khác đi. Quả bom nào có thể tiêu diệt được con quái vật đấy bây giờ ta? Không có một quả bom nào hết anh em ạ. À đây rồi. Lấy thử quả này nhé. Quả này đứng hơi cô độc một tí. Sao nó không nổ nhỉ? Nó không nổ anh em ạ. Vãi chưởng, nó không nổ ra thì kèo rồi, mình sẽ lặn xuống nhá. Bây giờ mình sẽ lặn xuống biển. Ây ui, vẫn còn hai quả này, mình sẽ bắn kích lỗ này bạn ơi. Mình sẽ kích lỗ nhá. Ui dồi, anh em ơi. Holy shit. Không biết nó bị tiêu diệt hay chưa. Quả bom nguyên tử đã phát lỗ rồi anh em ạ. Hai quả đã đổ tung tung té cả mặt nước rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Những cái khói bụi này, ui, nó vẫn còn các bạn ơi, nó vẫn đứng sừng sững đây này. Nó không tèo các bạn nhé. Không có cách nào giết được nó các bạn ạ. Thực sự con này rất là khó giết luôn. Con này rất là khó có thể tiêu diệt được nó luôn các bạn ạ. Cái hòn đảo nó xinh đẹp này bây giờ bị mình đang tàn phá rồi các bạn. Con này kinh thật, các bạn nhìn thấy sợ không? Rồi ok. Thì trong trường hợp này thì mình sẽ tìm nó bằng con lại. À đây, mình có một cái khẩu một cái khẩu 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 đạn khẩu súng này có thể nói là khẩu tên lửa cũng được. Đây này, bây giờ mình sẽ triệu hồi RPG missile. Đây là tên lửa đất tối không và không đối đất, nó có thể truy tìm mục tiêu và đó chính là tên lửa hành trình các bạn nhé. Mình sẽ bắn ra một loạt quả tên lửa để hy vọng rằng có thể tiêu diệt con quái vật này. Ok, nó đi không ta? Tên lửa đang chiếu vào người rồi. Cái tên lửa này rất là ok các bạn, nó đi rồi các bạn ạ. Cái tên lửa này rất là thông minh luôn, nó có thể truy tìm được những quái vật. Bây giờ mình sẽ bắn lên trời nhé. Để xem còn những con quái vật nào khác thì nó sẽ bị tiêu diệt cho các bạn. Khẩu ấy rất là lợi hại luôn. Ok, nó đang quét rồi bạn này, nó đang quét cái map này này. Nếu như có quái vật thì nó sẽ tiêu diệt quái vật luôn. Có vẻ như không có rồi anh em ạ. Ok, như vậy là mất tên lửa rồi nhá. Như vậy là cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn cả bạn xem và các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn bình luận phía dưới để các bạn được lên TV nhé. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Yêu tất cả các bạn nha, bye bye.